Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành lắp đặt một mạch điện rất là cơ bản, gồm có một cái áp tô mát 2 pha đóng cắt điện cho một cái điều hòa. Ở đây mình minh họa là cái gian lạnh của điều hòa. Ở mạch điện này còn có thêm hai cái công tắc đảo, tức là loại công tắc 3 cực đầu dây. Cực trung số 3 có thể bật tắt sang cực số 1 hoặc là cực số 2. Hai cái công tắc đảo này thì được lắp đặt ở hai vị trí khác nhau, đều bật tắt được cho bóng đèn, rất là thuận tiện. Để mạch điện này hoạt động được thì chúng ta cần phải kéo một đường điện hai lõi từ tủ áp tô mát tổng đến ổ điện này. Để thuận tiện thì khi đổ máy, chúng ta kéo theo đường đi ở phía trên dâm kéo xuống. Đường nguồn này thì chúng ta sẽ đấu vào hai cực phía trên của cái áp tô mát đóng cắt điện cho điều hòa. Còn hai cực ở phía dưới thì chúng ta sẽ đấu vào một đường dây điện kéo lên cho gian lạnh điều hòa. Chúng ta sử dụng loại dây điện hai lõi có tiết diện từ 1.5 cho đến 2.5. Chúng ta kéo lên ngay tại cái điểm đi đường ống thoát nước này, và chúng ta kéo dư ra khoảng tầm 40cm là được. Còn giữa hai cái công tắc đảo thì chúng ta cần phải kéo thêm một đường dây hai lõi để kết nối giữa hai cái công tắc lại với nhau. Vị trí từ bóng đèn, chúng ta phải kéo một đường dây hai lõi từ bóng đèn xuống cái công tắc gần nhất. Một đầu dây chúng ta sẽ đấu trực tiếp vào pha mát của nguồn điện, đầu dây còn lại chúng ta sẽ đấu vào cực trung của cái công tắc đó. Ở cái công tắc xa với bóng đèn hơn, chúng ta cũng cần phải kéo nguồn điện đến cái công tắc này để chúng ta lấy pha lửa đấu vào cực trung của cái công tắc này. Thông thường chúng ta thường kéo một đường nguồn để đấu điện cho ổ cắm và lấy pha lửa đấu sang cái công tắc này. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào đấu điện thực tế mạch điện này. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đây là hình ảnh mình đang kéo đoàn dây điện từ áp tô mát cấp lên gian lạnh điều hòa. Chúng ta kéo dư ra khoảng tầm 40cm. Đường nguồn cấp điện từ tủ áp tô mát tổng cấp đến là đây. Dây màu đỏ này sẽ được cấp pha lửa, còn dây màu vàng cấp pha mát. Còn sợi dây này mình vừa mới kéo xong. Sợi dây này sẽ đấu vào áp tô mát cấp điện lên cho gian lạnh điều hòa. Sợi dây này cấp điện lên cho bóng đèn. Và đây là đường nguồn kéo sang cái công tắc và ổ cắm ở bên cạnh. Giữa hai cái công tắc đảo có thêm hai sợi dây để kết nối giữa hai cái công tắc đó. Ở cái công tắc bên kia mình đã đấu xong, pha lửa thì đấu vào cực trung, còn hai sợi dây kết nối thì đấu vào cực số 1 và cực số 2 của công tắc. Để có thể đấu điện được thì đầu tiên chúng ta cần phải gọt các đầu dây. Nếu như các bạn thường xuyên phải đấu điện, phải tuốt các đầu dây thì các bạn nên trang bị cho mình một cái kim tuốt đầu dây dạng như thế này, sử dụng rất là nhanh chóng và thuận tiện. Đây là hai sợi dây kết nối giữa hai cái công tắc đảo. Hai đầu dây này chúng ta sẽ đấu vào cực số 1 và cực số 2. Tương tự ở cái công tắc bên kia, hai đầu dây như thế này chúng ta cũng đấu vào hai cực số 1 và cực số 2. Còn đây là sợi dây cấp điện lên cho bóng đen. Sợi dây màu đỏ này mình sẽ đấu vào cực trung của cái công tắc này. Còn sợi dây còn lại sẽ đấu vào pha mát của nguồn điện. Lát nữa mình sẽ trùng vào pha mát của nguồn điện. Sợi dây điện này là đường nguồn cấp đến, dây màu đỏ là pha lửa, còn dây màu vàng là pha mát. Chúng ta sẽ đấu trùng với dây điện cấp nguồn cho ổ cắm ở phía sau. Chúng ta trùng theo pha lửa với pha lửa, pha mát với pha mát. Sợi dây điện này là sợi dây cấp nguồn điện cho điều hòa hoạt động. Bây giờ mình sẽ đấu áp tô mát vào. Ở đây mình sử dụng một cái áp tô mát Panasonic kết hợp với bộ gông và mặt. Để không làm mất thời gian của các bạn thì ở đây mình đã lắp sẵn để rút ngắn thời gian của video. Chúng ta xoay áp tô mát cho đúng chiều bật tắt. Đầu dây cấp điện lên cho gian lạnh điều hòa thì chúng ta sẽ đấu vào hai cực phía dưới
của Automat. Lưu ý khi đầu điền, chúng ta phải siết vặn các cái dial thật chặt, thật căng tay, đảm bảo độ tiếp xúc tốt. Ở cái đầu dây cấp pha mát lên cho bóng đen thì chúng ta đấu chùm vào pha mát của nguồn điện. Ở đây mình ép đầu cột cho đảm bảo tiếp xúc tốt. Ở đây sợi dây màu trắng này mình quy ước là sẽ cấp pha lửa cho điều hòa. Thì tương ứng ở phía trên, mình đấu dây màu đỏ, tức là pha lửa, sẽ đấu về phía bên dây màu trắng, để khi bật automat lên, dây màu đỏ pha lửa sẽ tiếp điện sang dây màu trắng, còn dây màu vàng pha mát sẽ tiếp điện sang dây màu đen. Như vậy là ở đây các đầu dây điện mình đã đấu nối xong, chỉ cần bắt vít hoàn thiện nữa là được. Nếu như có bạn nào chưa hiểu thì xin mời các bạn xem thêm các video hướng dẫn chi tiết trong kênh Điện Người Xứ Nghệ của mình. Có chia sẻ rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cách đấu nối và lắp đặt các mạch điện cơ bản. Các bạn hãy vào YouTube, sau đó bấm tìm kiếm kênh Điện Người Xứ Nghệ. Khi đã thấy kênh, các bạn hãy bấm vào danh sách phát. Lúc này sẽ xuất hiện lên rất nhiều danh sách phát, từ sửa chữa điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp, sửa chữa cửa cuốn, cho đến sửa chữa và lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt. Tại mỗi danh sách phát, các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy có rất nhiều video được sắp xếp theo từng đề tài khác nhau. Các bạn sẽ tìm thấy những video mà các bạn muốn xem. Chẳng hạn như mạch điện cầu thang, ở mạch điện này gồm có hai công tắc đảo bật tắt cho một cái bóng đen, được lắp đặt ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau, cho đến cách lắp tủ automat âm tương. Rồi mạch điện gồm một ổ cắm và một công tắc, mạch điện gồm ba công tắc bật tắt cho ba bóng đen. Nếu như có bạn nào quan tâm muốn tìm hiểu học hỏi về nghề điện thì các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để đón xem có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết về nghề điện. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.